các bạn. Hôm nay đại lý thiết bị vệ sinh Toto Tuấn Đức chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn mẫu vòi lavabo gật gù nóng lạnh mang mã hiệu là TLG03301V. Thì cái mẫu vòi TLG03301V này á thuộc dòng vòi nóng lạnh của thấp của phân khúc cao cấp của Toto. Thì nó có cái giá đề xuất của hãng là 3.800.000. Cái vòi này nó phù hợp để lắp với những cái vòi với những cái lavabo mà có cái lỗ chậu, có cái lỗ vòi cấp vòi ở trên chậu như thế này, hoặc là những cái lavabo âm bàn thì nó sẽ phù hợp lắp với những cái vòi của thấp này. Thì cái vòi này nó được thiết kế là có cái cần gạt nó tương đối nhỏ và dễ sử dụng. Bên trái này có chấm đỏ này là chế độ nóng, không phải là chế độ lạnh, chấm xanh. Và cái chữ logo Toto nó in chìm ở trên sản phẩm. Và cái cần vòi nó thiết kế tương đối là dài. Phía dưới cần vòi thì nó có cái lỗ cái lỗ này là cái lỗ dùng để xả nước, và nó có cái lớp lưới để có thể tạo bọt ra, tạo bọt tuyết. Và chất liệu của cái vòi này thì nó được làm bằng đồng mạ rôm niken, thì công nghệ mạ của Toto sẽ là mạ 5 lớp, trông rất là sáng. Và hiện tại thì cái vòi này khi mà quý khách mua thì nó sẽ bao gồm cái chặn xả ti. Thì cái chặn xả ti thì ở phía sau của cái vòi này nó sẽ có cái lỗ cấp ti. Thì cái khi mà đây, cái chỗ này, đây là cái lỗ cấp ti. Thì chúng ta sẽ phá cái này ra thì nó sẽ có một cái lỗ trong đó để chúng ta cấp cái ti vào. Và hiện tại thì khi mà chúng ta mua cái vòi này với cái lỗ cấp ti thì chúng ta sẽ thiếu cái ống xả thải chữ B. Chúng ta mua thêm cái ống xả thải chữ B, cái mã hiệu là TVLS401, nó sẽ là đủ bộ để lắp đặt với lavabo. Thì hiện tại cái mẫu vòi TLG03301V này thì nó được trưng bày tại đại lý thiết bị vệ sinh Tuấn Đức chúng tôi. Quý khách có nhu cầu muốn xem hàng có thể đến showroom hoặc là đặt hàng trực tuyến qua số điện thoại dưới hotline, hoặc là truy cập website tdm.vn để đặt hàng trực tuyến. Chúng tôi sẽ hỗ trợ giao hàng cho quý khách trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trong ngày và các tỉnh lân cận. Xin chào, cảm ơn quý khách đã theo dõi video này.